Chào các em, thầy vẫn còn một cái nến đích nữa à. Hôm nay thầy sẽ giải nít số 4, lớp 7. Khối 7 là thầy hơi ưu tiên đó nghe à, khối 7 là thầy hơi ưu tiên đó. Thầy giải cho các em khá nhiều nít và rất kỹ. Hy vọng là các em sẽ nắm được những cái thứ mà thầy đã giảng ha. Những em chưa đăng ký khóa học V73, V72, V71 thì lập tức đăng ký đi để chuẩn bị thi vòng huyền bảng A cũng như là vòng huyền bảng B. Bảng A đang hoãn lại, đó là cũng là một cơ hội để chúng ta luyện thêm đó. Đừng để điểm rơi. Cái này thầy đã giải rồi, ở nick số mấy đó không biết. Đầu tiên các em tìm A. Tìm A thì các em lấy 14 chia 3,5 thì A bằng 4. Đó, A bằng 4. 10 10 bằng 4 m, vậy lấy 10 chia 4 là bằng 2,5. Cái này thì giải ra nít trước rồi. 3x cộng 4 sẽ bằng trừ 11. Vậy là trừ 5 các em. Sẽ cao bằng 5 luôn, đã ở nước 1 rồi. Y tỷ lệ nghịch của x theo hệ số tỷ lệ đó, tức là x nhân y sẽ bằng trừ 1/4, tỷ lệ nghịch mà. Như vậy nếu x bằng trừ 1/16 thì y sẽ bằng trừ 1/4 chia cho trừ 1/16 là bằng 4. Y sẽ bằng 4. Cái này mũ chẵn, cái này căng, thì hai cái này đều lớn hơn bằng không, mà cộng lại muốn bằng không thì từng cái này phải bằng không. Vậy x sẽ bằng 8, còn y sẽ bằng 10, cộng lại là bằng 18. Ba ô tô đi từ A đến B. Cái này thầy giải nó số 1 rồi sao? Kinh qua lại. Thôi bây giờ thầy giải lại một lần nữa cho nó chắc ăn. Chứ thầy giải nhiều quá không biết thầy giải hay chưa. Vận tốc ô tô thứ nhất, thầy gọi là V1 đi. Vận tốc ô tô thứ hai là V2. Vận tốc ô tô thứ ba là V3. Theo đề, vận tốc ô tô thứ nhất kém vận tốc ô tô thứ ba 3 km/h. Như vậy là V3 trừ cho V1 đúng bằng bằng 3 ha. Thời gian ô tô thứ nhất đi hết quãng đường là 40 phút là 2/3 giờ. Vậy quãng đường đó, quãng đường là như nhau ha. Quãng đường là tính, nếu quãng đường tính theo ô tô thứ nhất á, thì nó sẽ bằng vận tốc nhân thời gian, tức là bằng V1 nhân cho thời gian đi của ô tô thứ nhất là nhân cho 40 phút, tức là 2/3 giờ. Còn nếu tính theo ô tô thứ hai thì thời gian đi là 5/9 nhân cho V2. Tính theo ô tô thứ ba thì thời gian đi là 5/8 nhân cho vận tốc của ông là V3. Mà quãng đường thì chỉ có một thôi, ba cái này bằng nhau này. Từ đây các em suy ra là V1 là vận tốc ô tô thứ nhất đó, trên 3/2. 2/3 thì đưa xuống mẫu nó lại thành nghịch đảo là 3/2. Tương tự V2 trên 9/5 sẽ bằng V3 trên 8/5.
dùng tính chất giải thiểu số bằng nhau. Các em lấy V3 trừ V1, V3 trừ V1 thể dưới sẽ bắt chước theo là 8/5 trừ 3/2. V3 trừ V1 theo đề cho là bằng 3, hơn kém nhau 3 km/h, ở dưới là 8/5 trừ 3/2. Một phần mười đó, người ta bắt tính gì nhỉ? 3 chia cho 1/10 thì bằng 30. Ta bắt tính vận tốc ô tô thứ hai là V2 đó, V2 trên 9/5 thì bằng 30, vậy V2 sẽ bằng 9/5 nhân cho 30 là bằng 54, 6954 ha. Cái này ta giải rồi nhưng mà không nhớ đáp án, làm sao để nhớ đáp án này? Hình như là 39 mũ 2 1521 1521, nếu thầy nhớ không lầm là 1521. Để thử lại lần nữa, chính xác nha. Hai tia phân giác ngoài góc 80, góc 40. Cái này giải rồi, các em coi lại đích 1, đích 2 gì đi. Các em quay lại đích số 1, số 2 gì đó. Bài này nó bằng 40 ha. Vẽ hình ra định lý tổng ba góc, chặt nó ra 40 thôi. Rồi, cái bài này thầy đã giải ở nít số 3. Nít số 3, các em trở lại nít số 3 coi ha. Nhưng mà đáp án bây giờ thầy không nhớ, để thầy giải lại một lần nữa coi. À, thầy nhớ rồi, nó là 660. Các em quay lại nít số 3 coi đáp án nè, cách giải kỹ luôn á. Nếu phương trình này có nghiệm nguyên, nghiệm là gì? Nghiệm là cái số x0, y0 mà thay vào đây hai bên nó bằng nhau á nha. Rồi, cái mà suy nghĩ chút. Bài này mình cũng suy luận nhanh thôi các em. 5y thì chia hết cho 5 rồi, 28 chia 5 thì dư 3, đúng không? Như vậy là 3x bình phương á, là chia 5 phải dư 3. 3 nhân x bình phương chia 5 dư 3 thì x bình phương chia 5 phải dư 1. Thì nhân 3 nó mới là dư 3 đúng không? X bình phương chia 5 dư 1 thì bắt buộc là x chia 5 phải dư 1. Bởi vì chia 5 dư 2 á thì bình phương lên là sẽ chia 5 dư 4. Chia 5 dư 3 thì x chia 5 dư 3 thì lúc bình phương lên á là chia 5 sẽ dư 4. Rồi x chia 5 dư 4 thì lúc bình phương lên đó, dư 4, 4, 4 là 10, 16 là cũng dư 1. Vậy là dư 1 hoặc là dư 4. Nhưng mà không thể là dư 4 được. Dư 1 kìa. Rồi, ta qua bài tiếp theo. Đập dế. B không trùng vi, chắc chắn rồi. Công thức coi lại đích số 3, x nhân y sẽ bằng 12. Tức là y bằng 12 chia x.
F0 sẽ bằng 0 bình trừ 3 là bằng âm 3. Bộ bao nào có thể là độ dài ba cạnh? Đây, coi lại nick số 3, thầy giải quá kỹ luôn ha. Số cặp góc đối định, cứ một đường thẳng bắt tay với một đường thẳng khác là sinh ra hai cặp. Như vậy một đường thẳng bắt tay với bốn đường thẳng là sinh ra 8 cặp. Mà có 5 đường thẳng là 8, 5, 40. 40 chia đôi là 20. Các em coi lại nick số 2 nhé. Nick số 2 thì giảng kỹ lắm ha. Thì suy luận phân tích nè. Còn đây thì đang nhớ đáp án thôi. Bạn này bằng bao nhiêu không nhớ à? Quên mất à? Quên mất à? Lại phải làm lại. 3 phần chia ra là x cộng y cộng z. À thì nhớ rồi. Thôi mình tính lại cho chắc nha. X cộng y cộng z là bằng a. Trong đó tỷ lệ nghịch với 352 tức là 3x bằng 5y và bằng 2z. Từ đây mình suy ra là x trên 1 phần 3 thì sẽ bằng y trên 1 phần 5 và bằng z trên 1 phần 2. Rồi, bình phương lên. Bình phương ba cái này lên. Như vậy là x bình phương ở dưới là thành, bên này là y bình phương. Bình phương hết 1 phần 3 bình phương là bằng 1 phần 9, 1 phần 25, 1 phần 4. Rồi, cộng 3 cái tử lại. X bình cộng Y bình cộng Z bình sẽ bằng 361. Còn ở dưới cái cộng 3 cái phân số lại coi. 1 phần 9 cộng 1 phần 25 cộng 1 phần 4. 361 phần 900. Như vậy cái này sẽ bằng 900. Rồi từ đây các em suy ra x, x bình phương là bằng 100 và x bằng 10. Y bình phương là bằng 900 nhân cho 1 phần 25. Như vậy là y bằng 6. Z sẽ bằng 900 nhân cho 1 phần 4 là bằng 15. X sẽ bằng 15. Cộng lại 10 cộng 6 cộng 15. Như vậy suy ra A sẽ bằng 10 cộng 6 cộng 15 là bằng 31. Số giá trị nguyên âm. Như vậy là trừ 10 trừ 10 phần 9 nhỏ hơn n phần 4. Nhỏ hơn 9 phần 8. Người ta quy đồng thôi. Mẫu chung là bao nhiêu? 72. Vậy đây là 9 x 8 là 72 nè. 8 x 72 80, 80. Còn bên này là 9 x 8 72 81. 9 x 8 9 x 9 81 9 x 8 72. Rồi 4 nhân cho bao nhiêu là 72. Nhân 18 nè. 4 x 18 12. Vậy trên cũng nhân 18. Rồi từ đây em suy ra trừ 80 nhỏ hơn 18 n nhỏ hơn 81. Tới đây thì
phải chia 3 phe này cho 18 trừ 80 chia cho 18. 18n chia 18 là được n. 81 chia 18 trừ 80 chia 18 là bằng trừ 4,4, nhỏ hơn n, nhỏ hơn 81 chia 18 là 4,5, mà n số nguyên âm. Như vậy suy ra n sẽ bằng trừ 1, trừ 2, trừ 3 và trừ 4, 4 giá trị. Cái này thì giải mấy đứt trước rồi nha. Đây đáp án này nè, 24, 22, 20, 19 luôn. Tỷ lệ thuận nó chia phần đó thôi. Cái gì đây? Cái này mình có thể làm bằng khóa học V71 là làm nhanh xong ha. Bằng cái bài giảng số 2 trong V71 là ra liền. Còn đây thì giải theo tư duy toán học quy đồng. 1 trừ C trên A, vậy mẫu chung là A, trừ tự nhiên mẫu là bằng A trừ C, tất cả trên A. Cái phương số thứ hai là quy đồng mẫu B, mẫu B, B trừ A trên B. Cái phương số thứ ba là quy đồng mẫu C, nó là C cộng B, tất cả trên C. Đó, mà theo đề thì A trừ B trừ C là bằng 0. Vậy thì suy ra một điều là gì? A trừ B trừ C bằng 0. Dùng quy tắc chuyển vế đổi dấu thôi. Các em chuyển trừ B qua bên phải, vậy bên trái là thành A trừ C, còn bên phải trừ B qua là thành B. Tiếp tục, các em chuyển A đây này, A với trừ B các em chuyển qua bên tay phải, vế phải, còn bên trái để nguyên ha. Bên trái bây giờ trừ b qua trước đi, trừ b đi qua bên phải thì nó sẽ thành b, a đi qua tiếp theo, a qua là thành trừ a, còn bên trái là còn lại trừ c ở lại ha. Tiếp tục, các em để a bên tay trái, vẫn để a bên tay trái, còn trừ b với trừ c thì các em quăng qua bên phải đổi dấu ra thành b cộng c. Vậy thôi. Vậy bây giờ A sẽ bằng gì? A nó bằng cái này nè, A trừ C thì đổi thành B, B trừ A, B trừ A thì nó bằng trừ C nè, thấy không? Trừ C nè, chỗ này sẽ thành trừ C ha. Còn B cộng C, tức là C cộng B đó, thì nó bằng A. Rồi giờ cái nhân tử, tử mẫu, mẫu B nhân trừ C nhân A sẽ thành trừ của A nhân B nhân C, còn mẫu A nhân B nhân C là thành A với C. Rút gọn A với C, A với C hết, còn trừ 1, A bằng trừ 1. Cái này mũ 8 là mũ chẵn đúng không? Hai cái mũ 8 bằng nhau thì cơ số sẽ là bằng nhau hoặc là đối nhau cũng được. Trường hợp 1, x bình trừ 13 sẽ bằng trừ 12 thì lúc mũ 8 này cũng bằng nhau thôi. Trường hợp 2 là x bình trừ 13 bằng 12 thì lúc mũ 8 lên cũng bằng nhau à. Trên này các em suy ra là x bình sẽ bằng 1, 1 trừ 13 mới là âm 12. Dưới này là x bình sẽ bằng 25. Vậy ở trên này ra x sẽ bằng cộng trừ 1. Dưới này suy ra là x sẽ bằng cộng trừ 5. Vậy có 4 giá trị ra. 1 trừ 1, 5 trừ 5.
chó, một xe tải và một xe con khởi hành từ A đến B, vận tốc xe tải. Cái này thầy giải nít trước rồi ha. Các em quay lại nít trước. Các em quay lại nít số 1 á. Đáp án là 140. Giá trị nhỏ nhất của biểu thức trong mặt á là 5. X mũ chẵn cộng 5, thấp nhất là bằng 5 mà lại được bình phương nữa, vậy giá trị thấp nhất là 25. Bằng nhau kìa, vẽ ra các em sẽ thấy bằng nhau, hai tam giác bằng nhau. Bài này cũng giải ở nít trước rồi. Ô tô dự định từ A đến B, các em coi lại nít trước để lấy đáp án ha. Cách giải thì giải kỹ ở nít trước, bây giờ mình lấy đáp án là 270. Tam giác cân góc A gấp đôi góc B, vẽ hình ra cho vui. Rồi tam giác ABC cân tại A, số đo góc A gấp đôi góc B. Như vậy là góc A là 2 phần, còn góc B là 1 phần thì nó mới ra gấp đôi được. A gấp đôi B, vậy là B 1 phần, A 2 phần. Như vậy là góc C cũng 1 phần bởi vì cân ở A mà. Vậy tổng số phần bằng nhau là 4 phần. 2 phần, 1 phần, 1 phần là 4 phần. Cộng lại bằng 180, vậy mỗi phần là 45. Vậy góc C là 45. Góc B cũng 45, còn góc A là 2 phần là 90. Cái này thầy giải ở nít số 1 và nít số 2 rồi các em ha. Đáp án sẽ là bao nhiêu? Đáp án là 105 nha. Các em tính cái tử dãy số cách đều, số số hạng nhân cho đầu cộng cuối nhân số số hạng chia đôi ha. Đầu cộng cuối nhân số số hạng chia đôi. Còn ở mẫu thì mình cũng tính 1 trừ 2 là bằng âm 1, vân vân cho tới 104 thì nó ra âm 72 cộng với 105 nữa. Tự giải quyết. Bài này thì giải nít 1 rồi. Các em quay lại nít 1 coi đáp án. Đáp án là 50. Cách giải là đặt đặt phần ha. A 6K, B 8K, C 11K, ráp vô đây. Tính K. Có bao nhiêu số nguyên dương sao cho trừ 1 phần A nhỏ hơn trừ 1 phần A. Cái này cũng giải nít 1 rồi. Các em quay lại nít 1 mà xem. Đáp án bao nhiêu thầy không nhớ. Đáp án là 4 nha, có 4 số. Hình như 6, 7, 8, 9 hay gì đó à. Heo. Bài này tự giải đi ha. Nó sẽ bằng trừ 3 trừ 1. Giải nhiều lần lắm rồi. Này cầm ráp vô cầm tính nè. 7 x y trừ 2 x mũ 3 x bằng trừ 2, y thì bằng 3 trừ 26 em. 7 nhân trừ 2 nhân 3 trừ 2 nhân cho 27. 7 nhân trừ 2 nhân 3
trừ 2 nhân cho trừ 8, trừ 2 mũ 3 là bằng trừ âm 8, trừ 2 6 đây. Rồi, các em đăng ký ngay các khóa học V73, V71, V72 nếu chưa đăng ký ha. Thầy sẽ đợi các em thi đậu vòng huyện. Mà nếu có thời gian thầy sẽ ra thêm cái khóa V74, bổ sung thêm một số dạng mới nữa. Trong mùa hè thầy sẽ dạy thêm lớp 8. Các em cố gắng tham gia. Hết mùa hè các em sẽ nắm vững kiến thức lớp 8. Và các em làm mọi loại toán về lớp 8 mà không phải băn khoăn gì hết ha. Tạm biệt.